Alo, xin chào tất cả các anh chị em đến kênh của Tú chia sẻ. Thì hiện tại chúng ta đang ở trong Marvel Contest of Champion. Thì hiện tại cái game này nó đã cập nhật cái version mới nhất. Và ở trong cái cập nhật lần này sẽ có nhiều cái map hơn, những cái item mới đặc sắc hơn, rồi những cái hướng dẫn của nhà phát hành. Và trong mùa này á, trong cái đợt cập nhật này á, thì chúng ta sẽ có hai con nhân vật mới xuất hiện. Rồi các anh em sẽ đi vô trong Hero, và hai con nhân vật mới xuất hiện ở trong mùa này đó là đây, con nhân vật mới đó là Mystic Knight. Đây là một siêu anh hùng da màu nha các anh chị em. Đó thì Mystic Knight này là một con nhân vật mới. Và ngoài ra chúng ta sẽ con Mystic Knight này thì mình sẽ được nhận miễn phí. Và một con nhân vật mới nữa đó là con Captain America. Đây là con này. Đó. Captain America. Đây là Captain America, hay trước kia nó là Falcon đó các anh em. Đó. Trước kia nó là Falcon, nhưng mà sau khi Captain mà Mỹ nghỉ hưu thì Falcon mới chuyển qua làm Captain America da màu luôn. Thì trong cái cập nhật này sẽ có hai con nhân vật này. Đó. Ở trong này hình như Falcon mình cũng có một con Falcon rồi đó. Để coi mình có Falcon không nhé. Hình như không có. Ở đây mình đã có một con Falcon này các anh em. Đó. Rồi mình sẽ đi tiếp vào ở trong cái phần file. File thì mình sẽ có Event West là Safe Haven, và sẽ có All My Iron Man. Thì Safe Haven này thường thường thì mỗi lần cập nhật á, ra hero mới thì nó cũng sẽ có là Master, Heroes và Normal, những cấp độ khác nhau để cho các anh chị em có thể chơi. Mình thì mình mấy cái mấy chỗ này thì mình mở auto hết trơn à. Còn cái như Master thì mình chơi chơi được. Rồi qua bên chỗ All My Iron Man thì phần này nó cũng đã bắt đầu mở rồi. Đó, nó cũng có 3 chap. Chap 1, chap 2, chap 3. Đó. Và hiện tại cấp của mình đang cấp là cấp 46. Còn cái book thì mình mới tới Rebellion S4 thôi. Nói chung thì còn khá già, người ta lên cấp 60 rồi các anh em. Thật sự là mình, tại vì mình cũng chưa hiểu hết con game này cho lắm, nhưng mà mình thấy một con nhân vật này là mình thích thôi. Thì cũng chia sẻ với tất cả các anh chị em như vậy đó. Thì các anh chị em nào hứng thú con game này thì cập nhật cái phiên bản mới lên rồi mình cùng chiến đấu thôi. Đó. Rồi, mình sẽ chơi thử với con nhân vật mới mà cái hãng K3 mới đã cho mình nha. Rồi, mình sẽ lấy con nhân vật mới này vô chơi cho vui rồi. Các anh em cùng trải nghiệm với mình nhé. Hy vọng tất cả các anh em sẽ thích video và sub một sub cho kênh YouTube của mình, để mình có những video mới nhất. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em. Anh em thấy ở đây là có mình có con Percy. Con nhân vật này là ở trong Internal. Đó. Percy trong Internal. Và đây là Jim Lee. Nhân vật này thì nó ở trong cái thời kỳ của X-Men.
con này nhìn nó cũng là một nhân vật ở trong nhóm X-Men thì phải. Con Jim Lee này, này nó bắn tay, nó bắn pháo hoa ra nè. Đó, anh em thấy chưa? Tại là nó ra chữ là pháo hoa đó. Cái đánh cái này là chỉ ra thử nghiệm vui thôi. Mẹ chết bà. Rồi, trận cuối cùng. Cái nhân vật này thì chỉ dùng súng thôi. Ok, ok, đã thắng. Rồi, vậy là Cersei của mình đã thắng. Và rồi, thêm một trận nữa cho vui nha. Rồi, để coi mình có nhân vật nào. À, đây mình có Khang nè, có The Prepenter nè. Tiếp theo là mình kiếm một con nào mới mới đây coi. Tiếp theo mình sẽ xài Bishop nhân vật X-Men. Rồi, bắt đầu. Cái trận này nên rồi nữa thôi nha. Các anh em nào có thời gian rảnh thì xem một số clip rất là vui bên kênh của mình. Game về bi xem một số con game hấp dẫn. Ở đây là kênh của chia sẻ về game và công nghệ thôi. Mình chưa có con nào sáu sao hết các anh em. Hy vọng là thời gian tới có điều kiện thì mình sẽ có thêm những con sáu sao để đi tham gia mở được mấy cái campaign được, chứ còn mấy con 5 sao, 4 sao thì không đủ sức.
Còn hên quá, thắng được hai trận này cho anh em. Có con Watch này nè các bạn, và American Chavez, và tiếp theo là mình đã có King Bin luôn rồi nè các anh em, thấy đã chưa, nhiều lắm đấy nhé. Ok, vậy thôi nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem bộ clip của tôi chia sẻ. Nhớ like video, comment và subscribe cho kênh YouTube của tôi chia sẻ. Tôi rất cảm ơn tất cả anh em đã xem qua video. Hy vọng gặp lại các anh em trong những cái video thú vị khác lần sau. Và bây giờ, bye bye.